lên hai bọn mẹ con giao khách. Rồi, hello, xin chào cô chú chị em. Thì hiện tại em đang ở xã Mỹ Thạnh đó, Ba Ti Bến Tre, để đang bán giùm chú chủ nhà một con bò kem, nó kem chữa. Bò này thì được bò này chú này nãy chữa mấy tháng đó, thì bò này thì bao chữa 5 tháng mấy cô chú chị đó. Thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của con bò chữa này cho cô chú chị xem đó. Trước khi xem video thì cô chú chị cho em xin một like và một đăng ký ha. Đó, em kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa à, 7 giờ tối. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của con bò chữa này cho cô chú anh chị xem ha. Thì đó này cô chú anh chị đó. Thì con bò này thì chú sẽ bao chữa cho cô chú anh chị mình 5 tháng mấy ha. Đó, thì con bò này cái chữa gì vậy chú? Cái chữ kem hay 3B hả? Đó, thì bò này thì bao chữa 3B ha. Đó, thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó, còn muốn gặp ngay chú chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chú chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, thì chú bán bò này với giá là 38 triệu. Đó, thì cái giá 38 triệu này thì chốt luôn chứ không còn thương lượng nữa ha cô chú anh chị. Đó, thì nói chung thì em đi em cũng quên em cái thước. Đó, nên em không đo được ha. Thì con bò này nó dao động nó nằm khoảng 1.3 tới lên đó. Đó. Thì chú nói con bò này thì bò tơ, chưa rớt một đôi răng nào luôn. Đây, giờ em sẽ quay sái rồi ha. Đó, con bò này thì theo em quan sát thì sẽ lưng nghiêm chỉnh nè. Đó, tại vì giờ nó cũng tối rồi. Đó, sẽ lưng nghiêm chỉnh. Ý. Đó coi. Đó, thì con bò này có sừng. Đó, thì... đó, em quan sát thì nó không có xé mặt ha. Đây, qua đen. Đó. Thì con bò này thì bao chữa 5 tháng mấy. Thì nói chung thì con bò này thì bao chữa 5 tháng mấy chứ không có bao gì nữa nghe cô chú anh chị. Đó, thì đem giao bò cho cô chú anh chị mình về trong vòng một tuần lễ 10 ngày thì cô chú anh chị kêu thú y bên cô chú anh chị mình khám lần xác mình chữa ha. Đó, nếu có chữa thì điện cho em. Rồi em sẽ giao cho cô chú anh chị luôn, em không còn lãnh gì ha. Nói chung thì bò này bò tơ thì lãnh chữa chứ không, thì nếu có chữa rồi cô chú anh chị khám có chữa rồi thì điện cho em biết. Đó, nếu có chữa rồi thì em giao cho cô chú anh chị mình luôn, em không còn lãnh gì nữa hết ha nghe. Đó, hai chân trước nè. Đó, hai chân sau. Đây, hai chân sau nè. Đó, xương sóc thì cũng to ha. Đó, chung thì bò này thì xuống vú rồi. Nó giờ vú nó muốn xuống xuống rồi đó. Giờ mau tối dữ kìa. Đó. Đúng, thấy không? Bò này thì đít nở dài nở nè, bò này thì đều bò nè cô chú anh chị. Qua coi. Nhưng mà gì? Đó. Tướng tá nè, thấy không? Đít nở dài nở nè ha. Đó, thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, con bò này chú bán giá là 38 triệu. Thì nói chung thì em thấy cái giá này thì cũng hợp lệ của chú anh chị. Đó, chữa 5 tháng mấy rồi ha, bò tơ chưa rớt một đôi răng nào luôn ha. Đó, xương sóc thì cũng to. Đó, thì nói chung thì chiều cao thì nó dao động không 1.3 mấy đó. Nói chung thì em không có đem cái thước. Thì nói chung thì độ độ vậy thì cũng có lệch chút xỉu thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Ừ. Ghi tặng cảnh như này cho cô chú anh chị mình xem kỹ. Mỏ đỏ với mỏ đen, móng đen, cái qua đen luôn ha. Đó, đi sân lưng nè, hết thằng sân lưng không. Đó,
Xương sóc thì cũng to ha, nói chung thì xương sóc cũng to. Mời gì? Rồi thì hình ảnh và giá cả của con bò chữa này thì em cũng cập nhật đầy đủ đến cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, bây giờ để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cho cô chú anh chị mình hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ xin. Đó, con cái ý con đực cọp. Đó thì con mẹ xin này giữ con đực cọp này thì lứa thứ 3 cô chú chị. Đó, nhưng mà con này thì được 4 tháng mấy nè, 4 tháng mấy 5 tháng. Nhưng con mẹ thì giao tinh lại được 2 tháng rồi, giao tinh kem. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Đó, con đực cọp nè. Đực cọp được 4 tháng mấy, 5 tháng tuổi. Đó. Thì con đực thì theo em quan sát thì con đực thì chân móng hoàn thiện nè ha. Móng thì móng sò. Đó, không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, con đực này thì chiều cao em đo là 1m15. Còn con mẹ đó, con mẹ nó từ 1m2 tới 1m32. Đó. Đó, con mẹ nó từ 1m32 tới 1m35. Đó, tại vì em lấy cái thước thì nó đi, thấy cái thước nó nhát đi tới đi lui. Đó, nhưng con thì xương sóc nè. Xương sóc hết thăng không. Đó, con thì móng móng sò. Đó. Con thì chân cẳng xương sóc ha, to. Đó. Đực cọp 4 tháng mấy được 5 tháng tuổi, còn mẹ thì giao tinh được 2 tháng. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đây con mẹ nè, con mẹ thì tàn sát lớn. Đó. Mẹ thì chân móng. Đó. Mẹ rúng thì rúng chiền ha. Đó, rúng thì rúng chiền, bốn vú đều rang. Đó, hai chân sau. Đó, bộ mẹ con này anh muốn bán giá là 47 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để tâm hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số anh chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, bây giờ em sẽ quay sái. Đây, xe lưng. Đó, xe lưng mẹ nghiêm chỉnh. Đây, xe mặt. Đó, xe mặt nghiêm chỉnh luôn. Đó, con mẹ này đang giữ con đực cọp là lứa thứ 3. Đó, thì con mẹ thì tàn sát lớn. Đó, xương sóc thì to. Nhưng có con cái thì thường thường thì mấy con mẹ đi dưới con nó mát sữa thì nó phải ốm nó gậy vậy cô chú anh chị. Đó, con mẹ này thì kiểu mẫu nè. Đó, con mẹ rúng thì rúng chiền ha, bốn vú đều rang, không có bị viêm vú. Đó, dậu yếm nè, không dậu yếm lệch phẩm nè. Đó thì con mẹ thì xương sóc cũng to. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua, còn mấy con này thì liên hệ số điện thoại em để cho mình ha. Đó thì đối với những bò để rồi như thế này thì bên em sẽ bao cho cô chú anh chị mình bao lòi trong vòng 3 tháng. Đó, trước khi vô bò thì cô chú sẽ làm giấy tờ giao cho cô chú anh chị mình luôn. Đây như con đực. Đó, con đực nè, thấy lực không. Đó, đực 4 tháng mấy, 5 tháng rồi đó. Đó, con đực này uống. Đó. Đây con đực này thì theo em quan sát đực này thì cái mặt cái lưng thì nghiêm chỉnh luôn. Nó như xương sóc cối luôn. Đó. Đực này thì xương sóc to nè. Thấy chưa? Đó. Đực này thì chiều cao 1m15. Đó 4 tháng mấy 5 tháng bò. Đó. Thấy tướng đực dữ không? Đó, mát sữa. Đó. Còn con mẹ rúng thì rúng chiền ha. Đó, con mẹ rúng thì rúng chiền, mẹ thì khác nhất. Đó. Tại vì em đo thì em báo nói chung thì nó khoảng 1m35 đó, nhưng mà em báo 1m32. Thì nó dao động vô cái khung đó.
Thì con mẹ này thì em bao lò cho cô chú anh chị, mình bao lò trong vòng 3 tháng đó cô chú anh chị đó, tại vì em mới nghe điện thoại đó, con đực nè, tướng tá nè, thấy không đó. Chung con mẹ này thì đúng yếm đó, dậu yếm này thì lòng hồng thì nó đẻ con đực ra, nhìn con đực nó đẹp ha, đó con đực đó đó. Thì bộ mẹ con này có giá là 47 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó con đực này thì xương sóc thì to nè. Đó xương sóc cối luôn. Đực này thì đực cọp. Đó được 4 tháng mấy, 5 tháng tuổi, nhưng con mẹ thì giao tinh được 2 tháng, giao tinh lại thấp kem. Đó. Đây. Đó đực ú ha. Đó còn mẹ thì tàn sát lớn. Mẹ này thì tàn sát lớn nè. Đó, mẹ thì đẹp khỏi nói, lúng thì lúng chuyền đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện em, sẽ nhắn tin số anh chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Nói chung thì em ghi hình thì em ghi hình tận cảnh như thế này, còn mua bán thì giá cả thì cô chú anh chị nào muốn thương lượng chủ nhà thì cứ điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình thương lượng nha. Đó chứ khỏi sợ cái gì, em muốn bán thì nói chung thì em ít có đứng ra em bán. Nói chung thì em nhắn tin số chủ nhà cho chủ nhà bán không. Đó. Con xương sóc to nè, lực lạc ha. Rồi thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này thì em cũng gửi đến cô chú anh chị mình đầy đủ hết rồi. Đó bây giờ em xin để quay sơ lược lại một lần nữa cho kỹ. Đó, cho cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Nó còn không ưng thì mình đợi mình kiếm những bộ khác ha. Đó thì con mẹ này thì em bao lòi cho cô chú anh chị mình trong vòng 3 tháng. Đó nếu mà về có lú hí gì trục trặc thì cô chú anh chị cứ quay khoảng chừng 1 phút. Đó. Quay con mẹ nó nằm xuống. Đó, nó nằm nó lú rồi mình quýnh cho con mẹ đứng dậy ha. Đó rồi chụp hình gửi cho em. Đó thì nói chung thì em giao bò tới cho cô chú anh chị mình nhớ viết cái ngày đó, cái ngày cái tháng lại đó, mình canh cho đúng 3 tháng ha. Đó nếu mình thời hạn còn trong vòng 3 tháng thì em sẽ bắt bò về đó, còn ngoài 3 tháng nữa thì em không còn trách nhiệm gì em cô chú anh chị. Đó thì em giao bò ngày nào thì cô chú anh chị mình nhớ lấy giấy viết lưu cái ngày lại ha. Đó. Rồi thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này thì em cũng cập nhật cho đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Đó bây giờ em xin kết thúc video. Xin chào cô chú anh chị.